người nông dân mà trồng tất cả các loại cây trái đều phải chịu một cảnh như nhau. Chẳng hạn như nếu như mà có một cái quy hoạch rõ ràng, chẳng hạn khu nào trồng cái cây gì, và nhà nước hỗ trợ là vấn đề xuất khẩu, phân bón thuốc theo như thế nào là đạt chuẩn xuất khẩu thì cái đó là ok. Quy hoạch nguyên một vùng, một xã nào đó trồng cây gì, một loại cây thôi, rồi là phân thuốc là do nhà nước cung cấp mới đang đạt chuẩn, đang mà xuất khẩu là nhà nước sẽ lo khâu xuất khẩu nước ngoài. Thực sự ở nước ngoài rất là mắc, nhưng mà do vấn đề là mình trồng không có liên kết thành một cái vùng đặc sản riêng, rồi mạnh ai ấy sử dụng thuốc thì nó không đảm bảo về chất lượng nên mà xuất khẩu, thành ra giá nó mới vậy. Đó là mong muốn của một hộ nông trồng cây ăn trái tại Bến Tre. Khi liên tiếp những năm qua, giá nông sản tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị rớt thê thảm do Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid, khiến nông sản xuất đường tiểu ngạch bị bế tắc. Ở Việt Nam thì tôi thấy không chỗ nào bao tiêu hết trơn. Tự đi, tự bán, tự làm gì làm. Hồi có giá ai cũng ồn trồng. Tới chừng trồng xong rồi tụt giá, người nào nấy chán dữ lắm. Nước Thái, ở vùng này ai cũng có trồng hết trơn. Người nào cũng trồng hết. Có người trồng trước thì có trái rồi, có người trồng sau chưa trái. Giá cả riết rồi dân thì chết hết. Cái gì cũng lên hết mà trái cây là cũng tụt hết, không có gì lên. Đây cô trồng nó xen đủ thứ hết đó nè, dưa, bưởi, chanh, mít, chuối cao, đủ thứ hết đó, mà không có cái nào mà có giá, cái nào cũng rẻ. Mít Thái á, có 2.000 ký à, có người tao mua luôn, có người cho dê ăn, tao lại cho cá ăn á. Từ hồi tao mua tới giờ luôn á, nghe nó Trung Quốc nó không ăn hay gì á, chứ nó mua rẻ mà người ta không bán. Từ chuyển đổi cây trồng, tự lo tiêu thụ, người nông dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ biết chạy theo thị trường, may nhờ rủi chịu. Thế nhưng năm nay, cái rủi đến nhiều hơn khi phân thuốc lên giá, còn giá nông sản thu hoạch tại vườn lại rất không kiểm soát. Ảnh hưởng dữ lắm, rớt giá dữ lắm kìa, có lúc không người mua luôn, kêu lại là không mua, rồi có lúc 2-3 ngàn, có lúc thì 5 ngàn, có lúc thì 7-8 ngàn, trồng lên rồi giá nó tụt, phân thuốc thì nó mắc, dễ sợ luôn, nó lên một cách gấp đôi, gấp ba luôn, bán ra thì không có giá. Bởi vì biết là nó lỗ, nhiều khi lỗ quá ta lỗ luôn, nó chán, không bán, không có giải phân. Trời ơi, nông dân khổ lắm. Phân thuốc thì nó lên mà trái cây thì nó rẻ, nó lỗ thấy màu. Người ta cho cá ăn, tôi khỏi mua thức ăn, sẻ là cho dê ăn, dân lỗ dữ lắm, khó khăn. Giờ gì cũng lên hết trơn, hầu như nhà nào cũng có mít, vòng vòng khúc tên đây cũng nhiều lắm á, có người ta mấy công mít luôn á. Cũng theo những hộ nông ở đồng bằng sông Cửu Long, mà cụ thể là xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thì không chỉ mặt hàng chủ lực là dừa rớt giá, mà mít Thái cũng đang bị rớt giá không kiểm soát, khiến cuộc sống của các hộ nông nơi đây đang đảo lộn, bán không được mà giữ cũng không xong. Thì hôm nay mít có 2-3 ngàn ký, tôi để thúi tôi bỏ hoặc tôi hái đem cho, tôi trồng 500 cây mít Thái là 4.000 mét đó. Nói chung thì mình trồng vậy thôi, chứ còn bây giờ giá tôi phải chịu, mà nếu như mình bỏ rồi mình trồng cái khác cũng không được. Có khi lên được 4.000, 5.000, mà 4.000, 5.000 ít lắm. Chủ yếu ở đây tôi cắt, tôi đem lên Sài Gòn cho bạn bè. Nếu giá nó trên khoảng 10.000 thì ok, không có gì hết. Còn giá 2-3 ngàn là giá thất bại. Cách đây 3 năm, mít Thái đem lại thu nhập cao cho người dân khi có thời điểm lên đến 40.000 đồng một ký. Nếu thấp nhất cũng 8.000 đồng một ký. Nhưng nay chỉ còn 2-3.000 đồng một ký. Mức giá được coi là kịch sàn.